Ba người xưa bông phôn sọc sợ bái bông phôn. Ba ní nhóm phô môn côi ba chiêm đam chất pram bông phôn á. Ba ní sờ nóng xa ra hôn ơi, sờ nóng xa ra. Chiêm đam chất pram á. Ba cả lâu với nhóm thăng lăng một phây môi chứ. Nhóm thăng lăng mà so mà ngay cả lâu với một phây môi. Pi cả lâu mà khăm bằng con này. À, nếu ở cái lâu viết pin ở cầu mà phay bảy tới mà phay của này buộc mê viết pi cái lâu của mũi cam mê viết coi bà nhé thầy bà viết coi bà chiêm nam chật thèm á à, răng con là ngày đi á à, răng con anh ấy sơn nồng mà sơn nồng á đây em mà này em lâu pi cái lâu mà cam mà của nó bà anh ấy nơi thùng cái thúng nơi ở bờ sân gì nơi thùng cái thúng ở cầu mà ở cầu bay rồi ha ở cầu bay rồi ha anh nhé nàng này ở cầu bay rồi ha nơi thùng cái thúng thùng nhóm tui thế nhóm lại chưa lên nha thế còn là mười ba nhóm còn lo ở đây mình chạy thành trăm mấy con á nàng này vừa xong mày lấy dương chạy thành trăm cho mà chưa lột nhà kia mà còn ngoan kia lo lo chờ này chúng tôi dương hồ sri lo lo cua xong đài chẳng hạn nè bà bộ ní bài thì nhóm tục thứ ba à hay nhóm tên bộ mê mê e xin cro nhưng mà đã bình như ngày quay sợ hai rồi đặt chương quả đi và sân miền bông ôn là trong nghe tục thứ ba thấy tay tôi bông ôn liền ao nhóm cua xong đây mà nhóm lụa nè ngày anh qua che che chom mà gì đấy anh ấy bọn con mới mới tham bạch nhưng mà đằng này đây nhau những cái thằng che chom mà này à đó mà chân trái của cô mòn phải gì buồn khè bọn con mòn buồn khè và bọn con mới hơi chui chơi subscribe mùi phong á ở con trai như đẹp đi bạn ở con